Quý vị và các bạn thân mến, có vẻ như Trương Chiết Hạn có thêm quá nhiều bằng chứng về việc thân Nhật. Cư dân mạng còn tìm thấy một bức ảnh Trương Chiết Hạn chụp chung với con trai cựu thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi. Nhìn vào bức ảnh này, cư dân mạng bình luận rằng góc chụp quá thân thiết và họ bắt đầu nghi ngờ về các mối quan hệ của anh ấy. Tại sao Trương Chiết Hạn lại có một mối quan hệ thân thiết đến như vậy với con trai cựu thủ tướng Nhật Bản? Với độ nổi tiếng chưa cao và cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, cư dân mạng đang đặt dấu hỏi về danh tính thật của Trương Chiết Hạn. Nhiều người còn nghi ngờ rằng anh ta có thể có các mối quan hệ rộng lớn khác. Bên cạnh đó có khá nhiều tình tiết chứng tỏ có nhiều sự bất ổn trong các mối quan hệ của Trương Chiết Hạn. Anh còn sở hữu một tài khoản Instagram tên là Hans Home ghi lại những nội dung liên quan tại Nhật Bản. Tại tài khoản này của Trương Chiết Hạn có rất nhiều hình ảnh về Nhật Bản được anh chia sẻ. Ngoài ra cư dân mạng còn phát hiện rằng cha của anh ấy hầu như sống cùng với những người Nhật xa xứ. Mẹ của Trương Chiết Hạn cũng sở hữu nhiều công ty, chứng tỏ gia đình anh ấy thuộc dạng khá giả. Thậm chí họ còn thành lập một công ty mang tên Iataron vào năm 2014. Về cái tên này, cư dân mạng cho rằng nó gần giống với cách phát âm của tiếng Nhật. Thậm chí logo của công ty sau khi loại bỏ hình ảnh và chữ cái, nó cũng trông giống như lá cờ Nhật Bản. Logo của công ty này trông giống như mặt trời trong lá cờ của Nhật Bản. Một cư dân mạng khác lại chỉ ra rằng cách phát âm tên công ty giống như cách phát âm của một tài phiệt lớn ở Nhật Bản. Điểm quan trọng ở chỗ tài phiệt này là một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử. Người này chính là Iyataro Igasaki, người sáng lập ra tập đoàn Mitsubishi. Giai đoạn giữa những năm 70 của thế kỷ 19, chính phủ đế quốc Nhật Bản thuê Mitsubishi chuyên chở binh lính đến những vùng chiến sự. Có thể nói, sự trỗi dậy của đế quốc Nhật Bản ở thời kỳ này song hành cùng với sự phát triển của Mitsubishi. Mới đây nhất, dân mạng đã phát hiện ra ngày mà Trương Chiết Hạn tổ chức concert vào ngày 18 tháng 9 cũng là ngày quân đội Nhật Bản tấn công vào Thẩm Dương, mở màn cho sự kiện Mãn Châu ngày 18 tháng 9 năm 1931. Với quá nhiều bằng chứng, cư dân mạng xứ Trung phần đông đều cho rằng không thể có quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như này được. Hiện tại thì mọi nền tảng xã hội bên Trung cũng đang xem xét và có thể sẽ xóa mọi bộ phim có mặt Trương Chiết Hạn, trong đó bao gồm cả bộ phim Sơn Hà Lệnh. Cộng đồng mạng xứ Trung đang nghi ngờ rằng gia đình Trương Chiết Hạn là gián điệp. Với quá nhiều bằng chứng thân Nhật, rất có thể Trương Chiết Hạn sẽ phải đối mặt với cả án điều tra. Điều này liệu có xảy ra hay không tùy thuộc vào chính quyền Trung Quốc, nhưng sự nghiệp của Trương Chiết Hạn với showbiz Hoa ngữ thì chắc chắn là hết cơ hội comeback rồi. Phải công nhận năm 2021 có quá nhiều bất ổn đối với showbiz Hoa ngữ và sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu đang mờ ảo cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một số blog Trung Quốc bắt đầu liên hệ sự việc của Ngô Diệc Phàm và Trương Chiết Hạn với Tiêu Chiến. Phần đông đều nói rằng giữa các bê bối của giới giải trí Trung Quốc thì vẫn còn có một nghệ sĩ hoàn hảo không vết tích. Một trang tin tức Trung Quốc đã nói rằng sau khi Tiêu Chiến nổi tiếng có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào anh ấy. Tiêu Chiến vụt tỏa sáng và trở thành đỉnh lưu chỉ sau một thời gian ngắn khiến bao kẻ ghen tị, soi mói, tìm cách kéo Tiêu Chiến xuống. Nhưng sau tất cả anh ấy vẫn bình yên vô sự, Tiêu Chiến không những đứng vững mà còn nổi tiếng hơn trước. Sở dĩ anh ấy làm được điều này là vì bản chất lương thiện. Có biết bao kẻ muốn lật đổ ngôi sao đỉnh lưu là anh ấy. Antifan của Tiêu Chiến có thể nói là quá đông luôn. Nhưng tại sao Tiêu Chiến không những không bị hạ gục mà còn nổi tiếng hơn xưa? Tất cả đều có lý do của nó. Đúng như vậy, đề tư trong sạch ngay thẳng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến hiện tại chính là một trong những điểm mạnh của Tiêu Chiến. Điều này đã giúp anh ấy bạo hồng dù gặp phải sự cố 227. Sau sự cố một năm, nếu như người khác chọn cách quên nó đi thì anh ấy lại nhắc lại và gửi lời xin lỗi thêm một lần nữa, cho dù sự cố đó không phải là lỗi do anh ấy. Tiêu Chiến đã khẳng định được cả cái tầm và cái tâm của mình, vì thế dù có gặp sóng gió, anh ấy vẫn đứng vững như bàn thạch. Quý vị và các bạn thân mến, hành xử có trách nhiệm và cẩn trọng chính là những điều mà một nghệ sĩ cần phải duy trì. Khi bạn quyết định sẽ đội vương miện lên đầu, trước tiên bạn phải chịu đựng được sức nặng của nó. Sau đó bạn mới có thể tận hưởng ánh hào quang mà nó mang lại. Đã đến lúc showbiz Hoa ngữ cần thanh lọc triệt để, và với showbiz Việt cũng đã đến lúc phải thực hiện điều này rồi. Hơn lúc nào hết, tôi cần một ngày bình yên, một ngày không nhận về những tin tức bê bối của một ngôi sao nào đó.